Chào các bạn đến với kênh của mình. Có nhiều bạn comment kêu mình làm vua cá ha. Mấy đứa nó comment kêu làm vua chim đi. Vua chim hả? Cái món ăn này ngon đó. Lớn các bạn comment là kêu mình làm vua bạch tuộc. Vua bạch tuộc đi anh Vinh ơi, nó dễ đó. Mấy đứa đây quyết định làm vua vậy? Vua bạch tuộc. Vua bạch tuộc hay vua chim hả? Vua bạch tuộc. Biết bước tiếp theo mình làm là cái gì không hả? Chia đội. Vậy thì chia đội đi. Lần đầu tiên ta chung đội với hai bè, mấy bè gán thắng nha. Mày yên tâm đi, không có thua đâu. Do lẽ một người nên team mình đến 4 thành viên là các bạn. Sáng nay em chưa ăn sáng nữa, team em làm cơm chiên bạch tuộc được không anh? Món cơm chiên bạch tuộc. Còn team này? Bạch tuộc nướng với ớt, bạch tuộc sốt tinh cà. Xả khăn ra quạng cái nghe các bạn. Hôm bữa anh Thành Ngáo làm món sốt bơ tỏ thất bại rồi, hôm nay tới mày làm món sốt tương cà. Thành Ngáo đó hả, làm dở ẹt hà, mày đừng có so sánh với tao. Dụng cụ và thực phẩm hỗ trợ để làm ra các cái món này đã chuẩn bị rồi nè các bạn ơi. Mày đi chơi thằng Ngáo đi, nãy tao kêu mày chợ tao đi ếu một xíu. Rồi mày nhập bộ giống hàng này hả? Anh Ngáo đùa hả, em kêu họ qua bên đỡ của Du Hành đi. Mày qua bên tao là phải rồi, làm món bạch tuộc nướng mới ớt dễ lắm. Mọi nhóm đều được chia nguyên liệu hết, làm trong cái số nguyên liệu được phân chia nha. Dạ. Mua bạch tuộc xong rồi về nha các bạn. Bạch tuộc được mua về rồi đây nè các bạn. Đó, mời các đội ra đây nhận cái số lượng bạch tuộc của mình đây. Bỏ xuống, dở ra. Chia đi, bắp đi ngáo. Bắp đi ngáo. Một con. Chia đi qua đi. Hai con. Mấy con bạch tuộc nó ăn cái gì mà nó bự dữ vậy? Còn con bạch tuộc này mấy mày cho tao nha. Tại vì team tao tới 4 người lận. Ừ, lấy đi. Cái cục này cục gì trời? Ghê. Công nhận là mấy bạch tuộc này cực kỳ chết. Bạch tuộc đã làm xong rồi nè các bạn. Bước tiếp theo là ba trái. Trái này là trái gì vậy? Trái này là trái ớt chuông mà cũng không biết nữa. Trái này bự quá, có cay không vậy? Ớt chuông nó có cay. Giờ team mình làm muối ớt để ớt vô 4 con bạch tuộc này nè. Đầu tiên để làm cơm chiên bạch tuộc, mình sẽ xới cơm lên cho nó bong ra. Bước 2 là chiên cơm cho nó khô lại nha. Bước thứ 3, luộc bạch tuộc. Bỏ tuộc vào. Rồi để nó lại. Đợi 3 phút cho bạch tuộc nó chín, sau đó cắt ra. Tụi mình đang mua ớt để trộn vô con bạch tuộc xong rồi mới nướng nha các bạn. Quá trời nó cay luôn các bạn ơi. Tưởng tượng của miếng xài chấm vô đây ăn ngon biết bao nhiêu mà nói. Giờ là giai đoạn ướp bạch tuộc. Cho bạch tuộc vô lại. Rồi, để muối vô. Rồi, rồi đổ đi vô. Nhỏ này khoái bạch tuộc còn hơn đi đánh ghen nữa. Giờ mình chế dầu nha các bạn. Giờ mình sẽ để muối vô nha các bạn. Để nửa muỗng muối rồi. Thêm tương ớt xin su. Thêm một muỗng hạt nêm từ thịt cà no. Ướp xong rồi giờ trộn lên để khoảng 15 phút cho nó thấm vào. Cắt ớt chuông là các bạn phải cắt nhuyễn nha các bạn. Không thôi vậy quá ăn ngán lắm. Ớt chuông các bạn phải lựa cho nó nhiều màu sắc cho nó hấp dẫn. Bạch tuộc đã rồi, nhắc lên Ngọc. Đi ra ngoài đây. Dẫn nó ra. Nãy nó bự mà giờ sao nó nhỏ xíu vậy? Hồi nãy ba con bạch tuộc bự bằng bắp tay vậy nè, luộc hồi còn bằng ngón tay cái luôn rồi. Bây giờ mình đang cắt bạch tuộc này nha. Các bạn cắt cái cục bự bự vừa rồi, cắt nhỏ quá ăn không có đã. Giờ là bước cuối cùng, thử tỏi. Để dầu sôi lên bỏ tỏi vô. Bỏ vô đời đó. Chừng nào nghe thơm bỏ cơm vô quất nha các bạn. Làm đó bỏ vô đây. Mày đổ hết cơm vô coi nhiêu đó cho tao ăn đổ. Đến nữa, có luôn. Nhiều đây nhầm nhò gì. Quá trời thơm luôn rồi các bạn ơi. Lần này mà không thắng nữa ha. Mình kêu team bọn nó làm sưng phụ luôn. Tính làm sốt tương cà mà thấy khó quá các bạn ơi. Bọn mình chuyển qua bạch tuộc xào chua ngọt cho nó dễ. Bập lấy cái dầu dục vô xô két coi. Mày nãy giờ mày không làm gì trơn á. Giờ mình bỏ tỏi vô nha. Bỏ tỏi vô đi ngáo.
chậm đều lên, chậm đều lên. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Tim tiểu còn tuổi gì với tim mình. Bây giờ mình sẽ ướp thêm gia vị với các bạn đầu tiên chứ cho tiêu vô. Tiếp theo sẽ cho bò thịt cho nó. Xào xong rồi nha các bạn, giờ bỏ qua. Dạ. Trời nó ngon nè các bạn ơi, tim mình thắng chắc rồi. Giờ mình cắt ra những nhuyễn cho giám khảo ăn nha các bạn. Ở trời ngon luôn rồi kìa. Quá trời ngon luôn rồi kìa. Thôi giá vị đại ca này sao tự nhiên xuất hiện nữa hả? Mặc áo tròn nữa kìa. Trời. Mỗi đứa đưa tao 10.000 coi. Sắp kết thúc cuộc thi tìm rau vua bạch tuộc rồi các bạn ơi. Và hiện tại team của bạn Tiểu Cường và A Ngọc cũng đã hoàn thành xong cái tác phẩm cơm chiên bạch tuộc của mình rồi. Anh Vinh ơi, cái vụ gì hả vậy đại ca? Anh Vinh ơi, tem của em có một chút lòng thành gửi cho anh nè. Mong anh nhận cho. Mày xem anh là cái hạng người gì mà mày đưa tiền hóa lộ. Anh chỉ nhận lần này thôi nghe chưa. Các bạn thấy không, trên đời này không có gì mạnh bằng đồng tiền hết á. Rồi, để lên đại. Nhanh lên. Để được có hai con. Để ngang được con nè. Để ngang được con nè. Hồi nãy nó chà bá luôn, giờ teo lại còn có phân nữa các bạn. Ngon rồi đó các bạn ơi. Ban giám khảo chưa ăn nữa sao mày ăn rồi? Quên. Còn mày, cái khăn này dành cho ban giám khảo chùi miệng mà sao mày chùi nách rồi? Giờ là bước trang trí nha các bạn. Xịt gì trang đúng chú vậy ông nội? Mấy con bạch tuộc này nướng quá trời lâu chín rồi, mà nó chín lại thì nó teo rồi, còn có chút xíu rồi các bạn. Cảm ơn. Rồi. Hoàn thành rồi các bạn ơi, bọn mình làm chơi thôi, trước sau cũng hạng nhất hà. Tụi bay cười cái vụ gì vậy? Tao thấy mày cười nên tao cười theo. Đúng là cái bọn ăn hại, làm thì ít, ăn thì nhiều. Cậu thằng này mẹ đâu ra vậy? Ai cho mày quay phim? Cái món này rất là đặc biệt, vừa ăn vào thì cay nhưng một hồi sau nó sẽ ngọt. Bạch tuộc nướng muối ớt. Ớt. Cơm chiên bạch tuộc. Bạch tuộc xào chua ngọt. Bạch tuộc xào chua ngọt. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chấm điểm nha các bạn. Hãy đã, anh nhìn lại cái bộ đồ của anh kìa. Bộ đồ cùi bắp nè, có xứng đáng với danh hiệu vua đầu bếp hay không? Đúng rồi, vua đầu bếp gì mà ăn mặc nghèo quá vậy. Mình chính là vua đầu bếp trên núi Ông Cấm mới đi về đây đó ha. Hôm nay trong cái lúc cô gái dạo chơi ngăn tỉnh thế thì mới phát hiện ra ở đây đang có cái hội vua đầu bếp, là một cái cuộc chiến tìm ra vua bạch tuộc giữa những cái nhóm trẻ trâu. Thì trong video này vua đầu bếp Tony sẽ cùng với quý vị khán giả chấm điểm để tìm ra coi team nào mới thực sự là vua bạch tuộc. Đội đầu tiên, bạch tuộc xào chua ngọt. Hôm nay vua đầu bếp tới đây bọn em thật là vinh hạnh quá đi. Vinh hạnh. Ngon không vua đầu bếp? Uống nước. Chưa nhai xong nó uống nước gì mày? Sao rồi, mấy điểm vua đầu bếp? Sao mấy điểm vua đầu bếp? 7 điểm. Yeah. Lần đầu tiên bọn mình được 7 điểm luôn các bạn ơi. Mấy lần trước mình được có 5 điểm không à? Đang đổi thứ hai. Trời ơi, cơm chiên gì chưa có tách ra nữa, còn đóng cục đóng về như thế này, trừ 2 điểm. Đừng thấy cơm đóng cục về mà xem thường. Ăn vào đi rồi ông sẽ biết. Để ăn thử cái coi. Quan trọng đội thứ ba là coi nó được mấy điểm. Đội cuối cùng nha các bạn. Ăn nhanh đi, chấm điểm. Ăn nhanh đi, anh Vinh ơi. Sao ngon anh Vinh? Sao ngon? Sao gọi mấy điểm anh Vinh? Mấy điểm anh Vinh? Tao thấy coi bộ không ổn rồi đó. Mày yên tâm đi, trước sau gì tim tao cũng hạng nhất hà. Wow. Ăn cái bạch tuộc nướng muối ớt này quá trời chả mồ hôi luôn các bạn. 2 điểm. Hồi nãy bọn em đưa tiền hối lộ cho anh rồi sao vẫn có được 2 điểm vậy? Chính vì tiền hối lộ cho nên mới được 2 điểm đó. Anh không nhận tiền hối lộ thì trả cho bọn em. Trả cái con khỉ. Wow.
qua video này thì quý vị khán giả và mình đã tìm được ai chính là vua bạch tuộc trong ngày hôm nay. Đó chính là hai đội em tưởng còn bạch tuộc xào chua ngọt. Chính xác. Mời em xách vào đây phát hai phần thưởng này cho hai đội chiến thắng đi. Là một hộp Lego. Là họ đồ chơi Lego các bạn ơi. Mời các đội bưng các món ăn lại giao lưu với nhau đi. Đây, nhờ Thành Ngáo xách cái tiền hóa lộ của bọn nó đi mua nước về uống đi. Dạ. Uống tại thằng vũ anh không à. Bắt gà không được mà còn mắc thêm nóng gạo nữa. Cái món này ngon là tự nhiên bộ bay hóa lộ làm chi. Thua phải lại. Món này ngon vũ anh. Món này ngon nữa. Thử miếng của bên Thành Ngáo à. Ngon. Mày điểm phải à. Chữa bấm như trời, thắng trơn đi. Không hiểu. Cái này ngon thiệt các bạn. Mình sẽ ăn hết chung với bạn. Cái dĩa cơm chiên này ngon quá các bạn ơi. Mình ăn không đủ mà. Mấy cái dĩa này để ăn chung mà. Ở video đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Dạ hẹn gặp các bạn những video sau nha. Thông qua video này sắp tới các bạn muốn tìm mình làm vui gì nữa hay để lại comment cho một cộng đồng nha. Mày ngồi đằng trước nha.